Rồi, hello anh em ha. Hôm nay em lên cái combo này là Grit Grit ha. Grit Grit nhưng mà nó có thêm một cái gọi là cái dòng chữ là Octane ha. Grit Grit Octane. Còn con này là hàng này là hàng mạnh nhất của Grit Grit. Grit Grit với AEG là đi chung pin nha. Nó đều là giống nhau. Thì hôm nay em lên combo này cho anh em coi. Bộ này nó mạnh mà nó có thêm công nghệ, gọi là công nghệ gì ta, công nghệ Bluetooth kiểm soát được pin thì pin sắp hết trên điện thoại, trên app điện thoại á, còn có thể là kiểm tìm pin, pin nó đang nằm ở đâu ha. Rồi em mở thùng ra cho anh em coi ha. Thì trong bộ nó sẽ gồm có một sạc rít gít em để đây, một con máy bắt gít, một con khoan, cục pin 6 chấm, cục pin 3 chấm, và sách hướng dẫn sử dụng. Cái tay cầm cái này mình dặn vô đây, mình dặn vô đây thì nó sẽ siết chung với cái lên trên cái đầu con này ha. Để hồi tí xíu em làm thử luôn, và thêm cái giỏ này nữa ha, cái thùng giấy ở ngoài em bỏ rồi ha. Rồi hôm nay anh em nghe có rõ hơn không? Chứ hôm nay là em có cái mix cài cổ áo ha, em đợi chút xíu. Nên em giờ máy cho nó rõ hơn. Ngày đầu tư thì cái mic cài cổ áo, do anh em la quá, anh em chửi quá, nói là nói không có nghe gì hết, nói giống như đàn bà nó. Thì mua đầu tư thêm cái mic cài cổ áo, mic này tới 300 mấy rồi mua á, mắc lắm á. Này con Octane này ha, này con Octane. Con này có mã là R8611506. Con này dòng tua mạnh nhất của nó, dòng tua mạnh nhất là 2000 dòng. Dòng tua mạnh nhất 2000 dòng ha. Chậm nhất là 4540 dòng phút. Còn lực đập á, lực đập mà khi có tải là 31.000 dòng, 31.000 lần nhịp trên phút ha. Rồi giờ em bỏ vô em test pin ha. Này, con này đèn sáng ở đây ha, đó đèn sáng ở đây. Con này hiện tại có ba chức năng ha. Đây nè, đây là khoan thường nè, khoan thường ha, bắt dít, khoan có búa. Hiện tại em đang để chỗ bắt dít ha. Rồi cái này nó cũng tiện, cái là chỉ cần gạt qua thôi, chỉ cần gạt qua là nó qua, không có phải dặn cái gì cho nó nhiều đó. Đây là bắt dít nè ha, cái này lên có búa.
bắt nhít khoan thường. Con này có hai cấp độ lên, tức là giống như nãy em nói đầu tiên là nó 540 vòng là cấp số 1, 540 vòng trên 1 phút. Cấp số 2 là 2000 vòng. Đó, con này nó thắng rất là ghê. Đó, thắng nghe ác không? Nghe ác không? Con này thắng nghe ghê lắm. Nó thắng mà là thắng không nghe muốn bể nóc luôn á. Cái này anh em xài để ý thì anh em bóp vậy ha, bóp mạnh bình thường, lúc mà nhả ra, nhả từ từ là khúc này, khúc cuối nhả từ từ là đỡ, chứ còn nhả gấp ra là nó bị, thấy không? Nhả từ từ nè, bóp mạnh nhả từ từ khúc cuối ha. Đó nó nghe đỡ ha, tại cái dòng tua nó lớn, nhưng mà lúc mà nó thắng là cái con này thắng rất là lớn, đâm ra nó sẽ thắng rất là, gọi là nó mình xài bằng cái mạch điện tử mà thắng một cặp một cái là nó dính lại liền luôn, nó dính lại liền thì cái dòng tua trước nó đang chạy, cái motor sau nó đứng lại thì đâm ra nó sẽ làm ra tác động đó ha, đó đâm ra nó kêu. Con này có tổng cộng trên đây là nó ghi tới 100 lực tới 100, này 100 là không biết 100 gì đây, nhưng mà nó ghi là 100, cái này chắc khoảng 110 á, nó ghi 100, tức là cái này hiện tại đang để chế độ khoan, để em chuyển sang chế độ bắt dít đi ha, là nó chạy luôn ha, cái đó là lực siết 100, rồi mình xuống lực siết dưới đi, nhỏ nhất nè. Đó. Cái này là nó siết vừa đủ tới lực đó là sẽ tự trượt qua, chứ nó không phải giống như là cái con đề quan là nó siết tới đó nó sẽ xài bằng cái cảm biến điện tử, dòng tua của điện tử thì tới đúng chỗ đó, bao nhiêu đó dòng đúng chỗ đó là nó tự động nó ngừng ha. Còn con này thì không có. Con boss thì lại nó có hai con boss thì lại là có hai chức năng luôn, vừa cảm biến điện tử và vừa có ngắt cơ luôn. Rồi, con này là dòng BL luôn ha. Nó xài là công nghệ này nó gọi là công nghệ Octane, mà cái Octane thì em chưa có đọc ra được cái dịch ra được cái chữ này của nó, thì đâm ra em chưa có giải thích cho nó đúng chính xác như cho anh em dễ hiểu ha. Còn đây là máy BL ha. Máy này là của dòng này là dòng của Mỹ. Ritgit này là dòng của Mỹ ha. Nhưng mà thương hiệu là thương hiệu của Đức. Nên đây nó chỉ có ghi là mà Trung Quốc, China, nó không có ghi BRC gì cũng dễ dòm, nó ghi rồi. Nói chung là hiện tại cái này hình như là máy này sản xuất tại Trung Quốc, để em coi cái sách hướng dẫn này. Sách hướng dẫn này là hầu như là tiếng Anh của Mỹ mà, thì là phải tiếng Anh thôi. Công nghệ rất là mới. Đây, trên cái này thì nó hiện tại nó rất là nhiều máy ha, rất là nhiều máy, quá trời máy luôn á. Máy bơm cũng xài bằng pin luôn nè, máy bơm thổi khoan quá trời. Rồi em bỏ qua cái phần này đi nha, cái phần mà
ở đâu sản xuất thì có thể là cái lúc em lên bài em sẽ coi rồi em ghi trên cái chỗ phần ghi chú ha. Rồi đây này là pin 6A. Hôm nay anh em nghe nếu mà không rõ nữa thì báo em nha. Hôm nay em xài một cái micro mới rồi mà anh em nghe không thấy rõ nữa thì anh em phải báo em để em biết. Đây. Máy này nó sẽ có tặng một cái đầu mũi vít hai cái ha, hai bên hai cái nè. Hai bên hai cái ha. Con này nó sẽ có rất là nhiều cấp độ luôn, nhiều cấp độ và nhiều chức năng chỉnh nữa, có tổng cộng 7 chức năng chỉnh ha. Rồi vít này là hầu máy này là máy Mỹ thì chỉnh này là chỉnh Mỹ, thì cái chân bắt vít của nó rất là ngắn ha, chân vít nó ngắn ha, chân vít của nó ngắn nè đó nè, chân vít nó ngắn ha, ngắn thì vô đây rất là dễ. Con này là phải kéo ra mới nhét vô được ha. Nhưng mà kéo ra là tự bung ra đó, thấy không? Rồi, kéo ra là tự động bung ra. À, cái này nó cũng nhét tự động được, nhét tự động được, nhét tự động được. À, nhét tự động được nha anh em nha, con này nhét tự động được. Rồi con này có mã máy là R86039, em giờ nha, R86039 ha. À, đây là thấy chưa? Không biết anh em thấy có rõ không chứ? Rồi, R86039 ha. Rồi. Con này nó có 3 tốc độ. Tốc độ chậm nhất là 750 vòng phút. Tốc độ thứ hai là 2200 vòng phút. Tốc độ thứ ba là 3000 vòng phút. Lực lực gõ búa là 3900 vòng một phút ha, 900 lần gõ trên một phút. Rồi thì con này nó có hiện tại này anh em dòm kỹ ha. Này hiện tại cái nút màu tím này á, màu cam này á, là mình sẽ chỉnh được cái hàng dưới cái chữ đen để chữ màu cam là tốc độ ha, hàng ở chữ màu cam ở dưới là tốc độ, còn cái hàng màu đen này á, là tùy loại vít dày mỏng và chức năng ô tô. Bây giờ em bấm nè, thì hiện tại nó đang là chức năng số tốc độ là số 2 nè, đúng không? Cái này tốc độ là số 1 nè, đúng không? Tốc độ số 1 nè, tốc độ số 3 nè đó, anh em nghe không? Con này nó tới 3000 vòng, đâm ra lực nó rất là lớn, 2000 này, 2002, cái này là 750. Rồi bây giờ chuyển sang bàn phím số dưới ha. Cái này chức năng là chức năng ô tô, chức năng ô tô ha, chưa nữa. Cái này mới ô tô nè. À đúng rồi, cái này là ô tô, cái này là ô tô. À cái anh em để ngay chỗ cái mức này, cái mức cái đèn ở cái đèn màu vàng nè, cái đèn màu xanh mà nằm ngay chỗ cái con vít ở giữa
là khi anh em mở ra thì nó sẽ làm không làm cho con vít nó bị gãy ha. Nó sẽ làm con vít không bị gãy. Rồi này này nè, giờ em dặn vô nè, cái này nó dặn vô ha. Rồi giờ mở ra nè, nó sẽ kịch 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 làm cho con vít nó không bị gãy nè. Nó tự động nó tự động nó tăng dần lên ha. Rồi, chức năng là chức năng auto luôn. Chức năng là chức năng auto luôn. Rồi cái con này á, cái con này nếu mà anh em muốn về xài được cái Bluetooth này thì phải cài một cái app của Tritgit Optan. Nhưng mà cái app này á, là cái điện thoại của anh em phải nằm ở trên cho một cái IP bên Mỹ, hoặc là Đức gì đó thì nó sẽ mới hiểu, trên App Store nó mới hiểu được là anh em có cái app này. Thì bên trên cái app Store nó mới hiểu được là cái ID của mình bên đang hiện tại đang bên Mỹ, thì nó mới có được cái gọi là cái app của cái Ritgit này. Chứ còn hiện tại mà anh em vô bình thường là sẽ không bao giờ hiển thị ra được cái app cho Ritgit đâu ha. Bây giờ đây giống như hiện tại giờ em vô trên CHLAY đi. CHLAY em vô thử nha. CHLAY là Ritgit DG. Ritgit DG G G R G G I D rồi gạch ngang O rồi Optan. Hiển thị hiện đại nó đang hiển thị lên là có Optan. Nhưng mà mình vô trong đây là nó sẽ không có cái đó ha. Không có cái đó, nhưng mà anh em phải đổi cái ID. Ví dụ hiện tại cái ID này của mình đang hiện tại đang ở Việt Nam là sẽ không bao giờ có. Anh em phải đổi cái ID đi. Đổi cái ID cho nó qua bên Mỹ đi thì sẽ dòm thấy được cái app đó. Em không biết trên cái điện thoại này của em nó còn không. Nếu mà nó còn thì không, chắc không đâu. À, em mới xóa lại cái ID luôn rồi. Rồi. Thì không, đây còn cái nữa. Còn cái tay cầm này nữa, em thử luôn cho anh em coi ha. Cái tay cầm này thì nó đơn giản. Đây tay cầm này nó cũng giống như của thằng thằng gì đó. Thằng 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 Miu. Cũng giống như của thằng Miu. Mà nãy giờ em cũng quên nói anh em, nhớ anh em coi nhớ đăng ký kênh nha. Anh em coi đăng ký kênh mới em mới có động lực em làm chứ. Tay của nó là chỉ có vậy thôi. Cái tay của nó có vậy thôi đúng không? Đó. Đó, thấy chưa? Pin sắp hết nè, pin sắp hết nó chớp đèn.
Điện sắp hết, chớp đèn ha. Rồi à, còn đây nữa, còn đây nữa chứ. Đây là cái sạc. Sạc này không lên được 220. Hầu như đồ Mỹ thì rất là nhiều đồ lên được 220, nhưng mà riêng cái này không được lên được 220 anh em ha. Anh em xài, anh em xài nhớ xài ổn áp giùm em cho đảm bảo. Xài ổn áp thì nó mới ra đủ cái A luôn cho anh em luôn. Chứ anh em xài tăng lên thì nó lại không ra đủ A cho anh em nha. Rồi. Anh em nếu cần alo em 0931117115 ha. Rồi, hiện tại giờ em xong bộ này ha. Anh em coi nhớ đăng ký kênh. Hoặc là thấy hay thấy dở gì đó thì cứ comment vô cho em biết. Like hoặc là chơi dở cũng được, anh em cứ cho ngón tay dở cũng được thì em mới biết là em dở chỗ nào rồi em mới khắc phục được ha. Pin này pin 6 chấm nha anh em nha. Pin này pin 6 chấm, còn pin này pin 3 chấm. Rồi, hai con. Rồi. Rồi, bye bye anh em nha.